Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với nội dung thần thoại của kênh Giải trí tổng hợp. Hôm nay sẽ là một video nói về chủ đề Tây Du Ký. Ở trong tác phẩm Tây Du Ký, nếu như nhắc đến những pháp bảo nổi tiếng nhất, cơ hồ tất cả đều không khỏi có liên quan đến Thái Thượng Lão Quân. Ngay cả Định Hải Thần Châm của Tôn Ngộ Không hay Cửu Sĩ Đinh Ba của Thiên Bồng Nguyên Soái thì cũng đều là do Thái Thượng Lão Quân luyện chế mà thành. Và hầu như các kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng cũng có liên quan rất nhiều đến những bảo vật của Thái Thượng Lão Quân. Vậy thì trong số những pháp bảo được Thái Thượng Lão Quân đúc thành thì bảo vật nào là lợi hại nhất? Ở dưới đây xin mời các bạn cùng với kênh Giải trí tổng hợp tìm hiểu về thập đại pháp bảo mạnh nhất của Thái Thượng Lão Quân ở trong tác phẩm Tây Du Ký. 7. Quạt Ba Tiêu. Cái tên Quạt Ba Tiêu trong Tây Du Ký đã từng xuất hiện qua 2 lần. Lần thứ nhất bởi vì Thanh Ngư Tinh cầm kim cương trác của Thái Thượng Lão Quân xuống hạ giới gây sóng gió. Khi Tôn Ngộ Không tìm tới Thái Thượng Lão Quân, Lão Quân đã nói rằng kim cương trác kia của ta chính là ta khi qua hàm quan hóa hồ chi khí. Thời nhỏ luyện thành chi bảo, binh khí của người dẫu là vật gì, ngay cả thủy hỏa, đều không nên lại gần nó. Nếu như con quái trộm đi quạt ba tiêu của ta thì ngay cả ta cũng không thể làm gì hắn được. Chúng tiền Phật cũng khó có thể đối phó được với kim cương trác, chỉ có quạt ba tiêu mới có thể đối phó. Điều này đã đủ để chứng minh quạt ba tiêu vô cùng lợi hại, hay chí ít nó cũng chính là khắc tinh của kim cương trác. Lại về sau, Thiết Phiến công chúa cũng cầm quạt ba tiêu mà Hỏa Diệm Sơn cũng chỉ có thể được dập tắt nhờ vào quạt ba tiêu. Nếu Tôn Ngộ Không ngoài như ý Kim Cô Bổng lại cầm được thêm quạt ba tiêu, tin tưởng không cần cầu đến tiền Phật trợ giúp, chỉ cần trực tiếp cầm lên quạt một cái thì yêu ma quỷ quái liền sẽ bị thổi bay tất cả. Thứ 9 là Kim Cương Trác. Sự lợi hại của Kim Cương Trác tin tưởng tất cả mọi người khi đã đọc qua Tây Du Ký đều hiểu rất rõ ràng. Kim cương trác được Thái Thượng Lão Quân dùng côn cương luyện chế, dùng hoàn đan điểm hóa, là một món bảo bối chứa đựng linh khí. Nó sở trường biến hóa thủy hỏa bất xâm, có thể bộ chư vật. Năm đó qua hàm quan, Thái Thượng Lão Quân hóa hồ vi Phật, đều nhờ vào pháp bảo này sớm tối phòng thân. Khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Thái Thượng Lão Quân từng dùng kim cương trác đánh Tôn Ngộ Không ngất xỉu, trợ giúp nhị lang thần bắt lấy đem về Trảm Yêu Đài. Về sau tọa kỵ của Thái Thượng Lão Quân là Thanh Ngưu Tinh lại tự mình hạ giới dùng kim cương trác thu hết tất cả binh khí của Tôn Ngộ Không. Lý Thiền Vương, Na Cha và các vị thần tiên làm chấn kinh cả tam giới. Thứ 8 là Như Ý Kim Cô Bổng. Như Ý Kim Cô Bổng nguyên là Giã Luyện Thần Thiết do Thái Thượng Lão Quân tạo thành, về sau được Đại Vũ mượn đi trị thủy. Trị thủy xong liền cắm nó ở Đông Hải. Kim Cô Bổng hai đầu có kim cô, ở giữa là một đoạn ô thiết. Ở trên đó có viết Như Ý Kim Cô Bổng nặng 13,500 cân. Tôn Ngộ Không sau khi xuất hiện, thần khí liền nhận chủ, cùng Tôn Ngộ Không có cảm ứng, về sau trở thành bản mệnh pháp bảo của Tôn Ngộ Không. Cùng Tôn Ngộ Không tâm ý tương thông, có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn do Tôn Ngộ Không chi phối. Nguyên tác có đoạn miêu tả như sau: Bổng thị cử chuyển tấn thiết luyện, Lão Quân thân thủ lồi trung đoàn, Vũ Vương cầu đắc Hào Thần Trần, Tứ Hải Bát Hà Vi Định Hiệp, Trung Gian Tình Đấu Ám Phô Trần, Lưỡng Đầu Kiềm Khỏa Hoàng Kim Phiến Hoa Văn Mật Bố Quỷ Thần Kinh, Thượng Tạo Long Văn Giữ Phượng Triện Danh Hào Linh Dương Bổng Nhất Điều, Thâm Tàng Hải Tàng Nhân Nan Kiến, Thành Hình Biến Hóa Yếu Phi Đằng, Phiêu Thoán Ngũ Sắc Hà Quang Triện Lão Tồn Đắc Đạo Thủy Quy Sơn, Vô Cùng Biến Hóa Đa Kinh Nghiệm Thì Gian Yếu Đại Úng Lai Thô, Hoặc Tiểu Tà Vi Như Thiết Tuyến, Thô Như Nam Nhạc, Tế Như Châm, Trường Đoạn Tùy Ngô Tâm Ý Biến, Khinh Khinh Cử Động Thải Vân Sinh, Lượng Lượng Phi Đằng Như Thiểm Điện, Do Dù Lãnh Khí Bức Nhân Hàn, Điều Điều Sát Vụ Không Trùng Hiện, Hàng Long Phục Hổ Cẩn Tùy Thân, Thiên Nhai Hải Giác Đồ Du Biến. Thứ 7 là Cửu Sĩ Đinh Ba. Đây chính là binh khí đất thành danh của chư bát giới, tên đầy đủ Thượng Bảo Thấm Kim Ba. Thái Thượng Lão Quân dùng thần băng thiết tự mình rèn luyện, mượn ngũ phường ngũ đế, lôi thanh phổ hóa thiền tồn, tịnh lôi pháp chú, lục đinh lục giáp chỉ lực rèn đúc mà thành. Nặng ngũ thiền linh tứ thập bát cân, nguyên tác có viết về Cửu Sĩ Đinh Ba như sau: Thử thị đoán luyện thần tấn thiết, mà chắc thành công quang hiểu khiết. Lão Quân tự kỷ động kiềm trùy, huỳnh hoặc thần thần, thiềm thán thiết. Ngũ phường ngũ đế dụng tầm cơ, lục đinh lục giáp phí chủ thiết tạo thành cửu sĩ ngọc thủy nhà, chú tự song hoàn kim trụy điệp
thân trang lục diệu bài ngũ tình, thề án tứ thì y bát tiết, đoán trường thượng hạ định càn khôn, tả hữu âm dương phân nhật nguyệt, lục hào thần tướng án thiên điều, bát quái tinh thần y đấu liệt, dành vì thượng bảo thấm kim ba, tiến giữ ngọc hoàng chấn đàn khuyết, nhân ngã tu hành đại la tiên, vì vô dưỡng tự trường sinh khách, sắc phong nguyên soái hào thiên bồng, khâm thứ đình bà vì ngự tiết. Thứ sáu đó là tử kim hồng hồ lô. Thái thượng lão quân Thịnh Đàn dùng hồ lô. Hồ lô này là xuất hiện từ thời hỗn độn sơ phân, gặp dưới chân núi Côn Luân có một sợi tiên đăng, kết lấy tử kim hồng hồ lô. Ông liền đem cái hồ lô này hái xuống đeo ở bên mình, cầm tử kim hồng hồ lô hô lên danh tự của kẻ khác một tiếng, chỉ cần người đó đáp lại liền bị hút vào bên trong hồ lô, dán lên thái thượng lão quần cấp cấp như luật lệnh phục sắc, thì một thời ba khắc sau sẽ bị hóa thành nước. Thứ năm, dương chi ngọc tịnh bình. Đây chính là pháp khí chứa nước của thái thượng lão quần. Pháp lực cùng công hiệu cùng tử kim hồ lô cũng có chút tương tự, đều có thể đem người hút vào bên trong. Ngọc tịnh bình trong tay Quan Âm Bồ Tát cùng với nó đều là vô thượng pháp bảo. Thứ tư là hoáng kim thằng. Đây chính là dây đai lưng của thái thượng lão quần, có thể trói lại thần yêu. Khi bị thần khí này quấn thân, bất luận yêu quái pháp lực có cao cường đến đâu cũng đều bị phong ấn, mọi thuật biến hóa đều vô tác dụng, cần phải có câu thần chú của thái thượng lão quần mới có thể giải trừ. Lúc đại chiến cùng với Tôn Ngộ Không, Ngân Giác Đại Vương cũng đã từng dùng đến nó. Thứ ba là thất tinh kiếm. Đây chính là thanh bảo kiếm do thái thượng lão quần tự mình luyện ra. Kiếm này uy lực vô cùng bá đạo, yêu quái đã từng dùng nó cũng như ý kim cô bổng của Tôn Ngộ Không đối chiến. Nguyên tác có viết kim cô bổng cùng thất tinh kiếm đụng nhau hào quang như thiểm điện, ủng dùng lãnh khí bức nhân hàn, đãng đãng hôn vân giả lĩnh yển, trích sát đắc thiền hôn địa ám quỷ thần kinh, nhật đạn yên nùng long hậu chiến, giá cá rào nha, tỏa ngọc đình na cá nộ mục phi kim diễm, nhật lai nhất vãng xính anh hùng, bất trụ phiên đằng bổng giữ kiếm. Lại nói thất tinh kiếm cũng phi thường nổi danh, trong sử thượng còn lại một cái truyền thuyết nói rằng đúc kiếm đại sư Âu Giá Tử cùng Can Tương liên thủ rèn đúc một thành thất tinh kiếm. Vì đúc kiếm này bọn hắn đục mở tỳ sơn, thả ra suối nước trong núi, dẫn đến bên cạnh đúc kiếm lô tạo thành bắt đầu thất tinh. Khi kiếm thành về sau nhìn xuống thân kiếm như là lên núi cao mà nhìn xuống vực thẳm, phiêu miểu mà thâm thúy, phảng phất có thể cự lòng bàn ngoạ, là tên Long Uyên. Ở trong tác phẩm Tam Quốc, Gia Cát Lượng mượn Rõ Đồng lúc đăng đàn tác pháp đã từng dùng đến thất tinh kiếm. Đương nhiên, tất cả đều là chỉ thất tinh kiếm, đó là tiền kiếm phổ thông của đạo gia. Thứ hai là tử kim linh. Đây chính là món bảo đối được thái thượng lão quần luyện ra từ lò bát quái. Về sau bởi vì cùng Quan Âm đánh cược thua, đã liền đưa cho Quan Âm Bồ Tát. Nguyên tác có nói, thái thành tiên quân đạo nguyên thâm bát quái lô trung cửu luyện kim, kết tự linh nhì xưng chí bảo, lão quân lưu hạ đáo như kim. Tử kim linh chính là ba cái kim linh, cái thứ nhất có ánh lửa 300 trượng đốt người, cái thứ hai có 300 trượng yên quang hun người, cái thứ ba có 300 trượng hoàng sa mê nhân. Trong hoàng sa có ma kịch độc, chui vào lỗ mũi, liền làm tổn thương đến tính mạng. Đứng đầu chính là lò bát quái, đây chính là vô thượng bảo vật của thái thượng lão quân, thường sử dụng để luyện đàn. Trong lò có lục đinh thần hỏa, một trong tứ đại thiên hỏa. Ở trong tác phẩm Tây Du Ký, đại bộ phận đỉnh cấp binh khí pháp bảo đều là có xuất xứ từ lò bát quái. Lò bát quái được đặt tại đầu xuất cung của thái thượng lão quân, bên trên có càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoái bát quái. Lò bát quái này cũng từng được dùng để luyện hóa Tôn Ngộ Không, cũng từ đó mà giúp cho Thạch Hầu có được hỏa nhãn kim tinh. Lửa trong lò rơi xuống trần gian còn tạo thành cả hỏa diệm sơn. Trừ những thứ đó ra, thái thượng lão quân còn có rất nhiều pháp bảo, chỉ là không có xuất hiện ở Tây Du Ký mà xuất hiện trong các tác phẩm hồng hoang khác. Trong đó nổi danh nhất có thể nhắc đến chính là Thái Cực Đồ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề Tây Du Ký, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này, hoặc là những bài phân tích liên quan đến những tác phẩm khác như là Phong Thần Diễn Nghĩa, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, hay kể cả những tác phẩm kiếm hiệp của những nhà văn như là Kim Dung, Đan Thanh, Cổ Long hay Mã Vĩnh Thành, thì các bạn tiếp tục truy cập với channel của mình để theo dõi những nội dung được đăng tải lên trước đó. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè và người thân nếu như cảm thấy hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.